Thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ ba vị giám khảo sẽ là người cầm cân nảy mực quyết định ai sẽ là người xuất sắc nhất. Xin được chào đón nghệ sĩ Trấn Thành. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón hai vị giám khảo tiếp theo. Xin được giới thiệu, đó chính là nữ ca sĩ Phương Thành và đạo diễn Hoài Nhật Nam. Ôi, thưa quý vị, hôm nay cả hai mặc đồ rất là bụi và rất là chất luôn. Xin chào hai anh chị. Mình đây là team đồ đen, còn mình đây là team đồ bụi. Sao tự nhiên thấy vậy, các em muốn xé đồ, em bật đồ ấy, em qua đây liền. Thôi bây giờ bật đi, nó trật lắm. Ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã đồng hành ca sĩ Thần Tượng được 3 mùa rồi. Thì hôm nay là cái ngày chung kết, nên cũng ráng chỉnh chu nhất có thể để mang đến cho quý vị và các bạn những bộ trang phục đẹp. Hy vọng là hôm nay các bạn thí sinh ai cũng sẽ đẹp, ai cũng sẽ hát hay. Với ca sĩ Thần Tượng suốt 3 mùa qua, đặc biệt là được gắn với cái nickname là đạo diễn nội tâm nữa, nó cũng khá là thú vị, rất là deep, rất là chill. Deep và chill. Nhân đây thôi cũng tặng Trấn Thành, cô Phương Thanh với lại mọi người một ý thơ mà tôi cũng đọc được ở đâu đó. Sống nội tâm âm thầm bí mật, giữa cuộc đời tất bật bon chen, lặng im vào cõi lặng im, giấu tìm ốc đảo, trốn tìm thời gian. Cảm ơn anh, tuyệt vời. Đạo diễn nội tâm đi một bước là ra bài thơ. Ảnh mà đi từ đây xuống dưới là ảnh làm nguyên một tập thơ nha quý vị. Bây giờ thì cho Khang hỏi tí xíu chị Thanh, là bây giờ anh Nam, anh bước ra anh có quà rồi. Bây giờ hai vị giám khảo mình có quà gì để mình gửi lại, để coi như động viên tinh thần cho các thí sinh trước khi mà hứa bước vào vòng thi chung kết hôm nay không chị? Trong một cái đêm chung kết tuyệt vời như vậy thì cái cá tính rất là quan trọng, bởi vì phải tô được cái màu thật là đặc sắc, đậm nét nhất của idol. Thì Phương Thanh cũng trở về với tính cách của mình, rock, mạnh mẽ và cá tính. Chứ Phương Thanh mặc váy thì giống như đàn ông mặc váy vậy đó. Cho nên là cũng sẽ có một món quà rất là cá tính. Đang chờ đợi món quà của chị Chanh nha. Anh Nam thì là làm thơ là tại vì anh nội tâm quý vị ạ. Trái tim anh khó hiểu lắm, nên anh ít nói nên anh viết ra bằng thơ. Còn Phương Thanh thì cá tính, nổi loạn. Và chị Chanh cũng ít nói lắm, chỉ có thể hát ra bằng nhạc thôi. Còn Trấn Thành thì dạ em nói nhiều. Nhưng mà dạo này cũng ít nói lắm, không biết sao tự nhiên càng lớn càng ít muốn nói. Chỉ vài chữ tặng các bạn thôi. Muốn thắng người khác thì phải nghĩ khác những gì người khác nghĩ. Vậy thôi. Xin cảm ơn nghệ sĩ Trấn Thành. Xin cảm ơn ca sĩ Phương Thanh. Và xin được cảm ơn đạo diễn Hoài Nhật Nam. Xin mời ba vị về vị trí của mình. Thưa quý vị, trong đêm thi chung kết ca sĩ Thần Tượng mùa thứ 3 năm 2020 sẽ có hai phần thi dành cho các thí sinh có mặt trong đêm nay. Phần thi thứ nhất, các bạn sẽ thể hiện đơn một mình trên sân khấu và hóa thân thành thần tượng, thành ca sĩ mà bạn yêu mến. Và phần thi thứ hai đó là phần thi song ca, các bạn thí sinh sẽ ghép cặp lại với nhau để cùng thể hiện phần song ca làm sao thật là ăn ý. Ban giám khảo sẽ là người đưa ra quyết định dựa trên điểm số của cả hai phần thi và lựa chọn ra ngôi vị xứng đáng với vị trí quán quân. Chúng ta hãy cùng xem các thí sinh sẽ thể hiện phong độ của mình như thế nào để tỏa sáng nhất trong đêm nay. Còn bây giờ đây, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một chàng tài xế rất là đáng yêu. Với màn hóa thân Ưng Hoàng Phúc thì chàng trai Ưng Vĩnh Phúc của chúng ta sẽ thể hiện như thế nào? Mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay để cổ vũ. Khi người đi rất xa, tôi thông tình trái tim em như giá lạnh. Tình yêu tôi trao bằng muôn lời ca, mà em như chẳng nghe nên tình tôi cứ mang theo trong thầm kia. Biết bao nhiêu nỗi niềm chưa được chào đến em,
thầm đắm rồi đã khắc tên em mất rồi. Thế nên tôi xin đành man từ đây, tình muôn kiếp không bao giờ em hiểu cho, thầy thoái đành thế. Bao năm qua tôi đã sống trong nỗi cô đơn, người ơi nàng là người đã đến cho tôi biết yêu thương. Đành sao người ơi, đành sao người bỏ quên, nơi đây có một người thầm yêu thầm nhớ một người. Tôi cầu mong ngày mai bình minh từ đây rồi sẽ có em. Khi nhân gian đã có thêm một vì sao ở trên trời cao, không ai hay tôi đã mất đi vì sao thôi con tim tôi đành mất. Vì sao ở trên trời cao không ai nghe ai thấy, ở trong lòng tôi thêm ngôi sao băng lạnh giá. Vì bao nhiêu nỗi niềm chưa được trao đến em, thâm tâm tôi đã khắc tên em mất rồi. Ôi, đảo à. Thế nên tôi xin lành man từ đây, tình muôn kiếp không bao giờ em hiểu cho, thế thôi đành thế. Bao năm qua tôi đã sống trong nỗi cô đơn, người ơi nàng là người đã đến cho tôi biết yêu thương. Đành sao người ơi, đành sao người bỏ quên, nơi đây có một người thầm yêu thầm nhớ một người. Tôi cầu mong ngày mai bình minh từ đây rồi sẽ có em. Khi nhân gian đã có thêm một vì sao ở trên trời cao, không ai hay tôi đã mất đi vì sao thôi con tim tôi đành mất. Khi nhân gian đã có thêm một vì sao ở trên trời cao, không ai nghe ai thấy, ở trong lòng tôi thêm ngôi sao băng lạnh giá. Khi nhân gian đã có thêm một vì sao ở trên trời cao, không ai hay tôi đã mất đi vì sao thôi con tim tôi đành mất. Khi nhân gian đã có thêm một vì sao ở trên trời cao, không ai nghe ai thấy, ở trong lòng tôi thêm ngôi sao băng lạnh giá. Vì sao đã mang tên em? Thưa quý vị, em trai Ưng Hoàng Phúc, Ưng Vĩnh Phúc, trời ơi, một ngôi sao sáng trên sân khấu tối ngày hôm nay. Cảm ơn Phúc. Mình sẽ lắng nghe phần chia sẻ của ban giám khảo cho tiết mục vừa rồi nhé. Nãy giờ nghệ sĩ Trấn Thành phấn khích vô cùng với phần biểu diễn của bạn. Xin mời nghệ sĩ Trấn Thành nhận xét trước. Cái điều hay ho ở đây là khi mà anh diễn xong anh vẫn đang rất là run. Anh thở hổn hển và anh lo, anh hồi hộp. Cái điều đó nó vẫn đang nằm trên gương mặt của anh. Mà khi anh diễn không phiêu một tí nào điều đó luôn. Anh diễn cho sướng, cho đã cái nư anh, chứ không phải là anh đi thi anh chứng minh gì ai hết trơn rồi. Và đó mới là nghệ sĩ. Bài thi của anh thú vị vô cùng. Ngồi coi là sẽ có thêm cái mới, có thêm cái mới, rồi có thêm cái mới từ bài phối tới cách mà hôm nay anh tập luôn vũ đạo, anh đi xuyến chân. Bình cải lương đi gối chưa lợi anh, nói thiệt á.
Anh lợi hại quá. Không biết là sau này anh có theo được cái nghề trên sân khấu hay không, nhưng anh là một người có trái tim nghệ sĩ, anh rất là cảm xúc và anh làm mọi người phấn khích, anh truyền được năng lượng, một người truyền cảm hứng. Cảm ơn anh Thành. Xin cảm ơn nghệ sĩ Trấn Thành. Xin mời chị Thành. Phúc được một cái điều rất là tự nhiên trên sân khấu. Cái sự tự nhiên mới kết nối được với mọi người. Mỗi một tập Phúc đã thay đổi mình rất là nhiều. Những cái động tác của Uông Hằng Phúc hầu như hôm nay đã được đưa vào bài hát này rất nhiều. Và em lấy từ những cái trước đây của anh Phúc lẫn cho tới ngày hôm nay anh Phúc có những cái gì mới là em cập nhật hết. Phúc đã có một tiết mục cực kỳ đáng yêu, giải trí và làm hài lòng mọi người. Chúc mừng Phúc. Em cảm ơn chị Hà. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Em đã lột xác rất rất là nhiều luôn. Cái việc ngày hôm nay chúng ta thấy Vĩnh Phúc mà có những vũ đạo rất là hấp dẫn và lôi cuốn như vậy, thì anh muốn là Vĩnh Phúc sẽ chia sẻ với mọi người tập ra sao ở nhà. Dạ, em coi mấy cái clip của anh Phúc từ trước đến giờ mà anh Phúc nhảy múa trên YouTube. Em coi cái em đúc kết lại anh Nam. Em múa em cảm thấy cái nào mà không được, cái có hai đứa em của em ở nhà chỉ em thêm, nói vậy là không được đẹp. Cái vòng chung kết này em bỏ gần cả tuần, em không chạy xe, em ở nhà em tập. Trời ơi. Wow. Thấy cưng ghê. Mất xã hội, bưởi lại chở. Dạ, em nói với mẹ, em nói với lại người ta ngừng lại một lần hai lần. Trời ơi. Cái này gọi là hy sinh vì nghệ thuật. Tôi nói thiệt, sau đêm nay chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Sẽ còn những chuyến xe chở bưởi hay không? Chưa chắc. Sau đêm nay rồi nói chuyện tiếp. Chính xác. Trời ơi, lúc đó hả? Vô cái ông nào mà ngồi hối. Sao rồi? Hàng tới chưa? Cái bước lên, cầm cái cúp quán quân của ca sĩ thần tượng đưa cho người ta nói: mày hả bưởi? Dạ, cảm ơn anh. Đúng là cái tinh thần của một bác tài. Đúng như trong cái câu thơ, đó là ung dung buồn lái ta ngồi, nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng. Và đúng là em rất là ung dung với một cái tâm thế của một bác tài trên một cái chiếc vô lăng, và em đã đi thẳng về phía trước. Không có gì cảm thấy là hạnh phúc hơn. Anh chúc mừng em. Vâng, xin cảm ơn bạn. Chúc mừng em. Em cảm ơn bà vị giám khảo. Cảm ơn em. Dạ. Và ngay bây giờ, mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ Tiểu Thúy. Đêm nay sẽ thể hiện phong độ của mình như thế nào? Mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để chào đón Tiểu Thúy. Thương nhớ ai em cố quên
Hay quá, tiết mục này hay quá. Hay quá, cái dàn dựng này hay quá. Một cái phần biểu diễn mà tôi nói là đã lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt của nghệ sĩ Trấn Thành và ca sĩ Phương Thanh. Thật sự là tôi biết là Trấn Thành đã phải cố kìm cái cảm xúc của mình và chị Thanh cũng như vậy. Xin mời phần nhận xét của chị Thanh. Đây là một tiết mục đầy cảm xúc và trên sân khấu thì hầu như là ít được những tiết mục như vậy lắm. Để có được một tiết mục như vậy thì cái đường dây kịch bản rất là quan trọng. Đầu tiên phải là đường dây kịch bản để dẫn dắt tất cả mọi người vào tiết mục. Thì đây là phải cảm ơn đạo diễn sân khấu, không biết là... Ý tưởng này thì Nam có bàn bạc với giám đốc âm nhạc Phạm Hồng Biển. Yeah. Bởi vì Tiểu Thúy đã vượt qua những cái thử thách rồi. Và chúng ta đã thấy Tiểu Thúy rất là tốt. Làm như thế nào đó, một cái tiết mục đặc sắc hơn cho Tiểu Thúy, một cái thử thách hóa cô Giao Linh thời trẻ. Yeah. Vì hồi trước đến giờ thì Tiểu Thúy chỉ là cô Giao Linh bây giờ thôi. Và đó cũng là một cái thử thách mà Tiểu Thúy đã gật đầu để đồng ý làm cái tiết mục này. Vâng, chính cái đường dây kịch bản đã làm cho Thúy có một cái cơ hội nhân đôi, thể hiện hai khoảnh khắc bằng hai giọng hát của cô Giao Linh, hai thời điểm khác nhau. Và ở đây chúng ta được sống lại với hình ảnh cô Giao Linh, và chính bản thân những người như Phương Thanh chưa bao giờ được thấy cô Giao Linh thời trẻ đưa tất cả mọi người từ những cảm xúc nhẹ nhàng, hồn nhiên nhất, lãng mạn nhất của thuở ban đầu và bi ai của đoạn cuối cuộc đời. Và chính vì cái đường dẫn dắt trong một cái kịch bản quá tốt như vậy cho nên Thúy đã làm rất tốt. Một tiết mục không thể nói nhiều được, hay quá rồi. Xin cảm ơn Thúy với một tiết mục thật là đặc sắc. Xin cảm ơn quá em. Hay Trấn Thành lúc này đã bình tĩnh rồi thì sẽ chia sẻ cái cảm xúc của bạn lúc này. Xin mời Thành. Cái tiết mục của bạn
Vì sao tôi khóc? Nó là một tiết mục mà từ đây đến cuối đời này bạn có thể hãnh diện để khoe với bất cứ ai. Bạn mang hai thời điểm của Sài Gòn xưa và nay nối lại với nhau một cách rất là hợp lý. Và để làm được điều đó thì như chị Chanh nói đúng, cái người viết kịch bản cũng phải tốt. Nhưng mà tốt, dàn dựng mọi thứ tốt sẽ là thừa nếu như cái người thực hiện trên sân khấu lại không đủ cái sức đảm đương cái điều đó. Và cái bạn mang được đến cho chúng tôi đó là cái cảm xúc thật sự của bạn khi chúng tôi được thấy một nữ danh ca mà mấy mươi năm rồi vẫn trên sân khấu. Từ lúc bà còn trẻ cho đến lúc bà về già, một câu chuyện rất là hay. Từ cách bạn chọn hai bài nhạc nó cũng hay nữa. Và hôm nay Thúy hát rất chân thành, hát rất giao linh. Thật sự. Xin cảm ơn nghệ sĩ Trấn Thành. Xin phép mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam ạ. Như vậy là cũng đã thở phào và rất là cảm thấy hạnh phúc. Từ cái ý tưởng đã thể hiện, đã lấy được cái tình cảm của giám khảo cũng như là các khán giả. Trong cái này thì làm cái áp lực của chúng tôi là phải làm sao để cho Tiểu Thúy thể hiện cô Giao Linh hai cái thời điểm. Thì cái thời điểm thứ nhất là với cái chiếc áo dài và cái cổ thuyền, và sau đó là cổ cao. Chúng tôi đã xử lý được là bằng hình thức là có một cái nhà may và cô thợ may giúp thay cái trang phục đó. Nhưng mà có một cái nữa mà ước giá như nếu có thể thì vẫn đó là cái đầu tóc. Đầu tóc của cô lúc trẻ với bây giờ khác nhau, nhưng mà cái đó là một cái áp lực thời gian không thể nào làm được. Cho nên chúng tôi đã chọn là kiểu của cô gần đây nhất. Hôm nay anh cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là vui vì Tiểu Thúy em đã vượt qua chính mình. Vâng, xin cảm ơn đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Cảm ơn em rất nhiều. Xin cảm ơn em. Ai cũng có một quê hương để trở về. Đó là nơi mà chúng ta cảm thấy sự bình yên trong tâm hồn của mình. Hình ảnh của những giếng nước, gốc đa hay những cây cầu đã trở nên quá đỗi quen thuộc trong ký ức tuổi thơ của nhiều người. Mời quý vị cùng trở về với hình bóng quê nhà qua phần hóa thân thành nam ca sĩ Mạnh Quỳnh. Xin giới thiệu Ngọc Tuấn. Tới đầu làng con chim sáo nhỏ hót vang rộn ràng, qua nhịp cầu tre, qua mấy con đê thắm đường tình quê. Bao năm qua cách trở miền xa xuôi ngược bôn ba, ôi kỷ niệm yêu mái tranh nghèo tòa khói lam chiều. Còn nhớ nụ cười câu ca mát rượi chưa chan lòng người. Ôi đẹp làm sao nhưng sáng trăng thanh gõ nhịp trái khuôn. Quê hương ơi ấm mãi đời tôi uống ngọt đôi môi. Trong cõi đời ta giữ bên lòng hình bóng quê nhà. Thương quá là thương tuổi thơ nào ngọt đắng môi cười. Thank you.
Những đêm thâu ru con vào giấc ngủ bên bếp lửa hồng soi hiu hắt mái tranh nghèo. Anh thèm được nghe tiếng dòng đông đưa kéo kẹt buổi trưa hè, thèm chút hương thơm mùi hương lúa chín, thèm được ngắm nhìn tà áo em dù ở quê người nơi tráng lệ phồn hoa, nhưng biết tìm đâu bóng hình quê hương yêu mến. Con nước sông nào cũng tuôn chảy về xuôi, thử hỏi lòng người xa quê ai không nhớ. Lời ru của mẹ âu ơ, dù cho sông cạn núi mòn, tình quê xin gửi cho trọn người ơi. Về quê lần này anh sẽ cấy người mai môi, đem cao trầu dám hỏi cưới em, cho sông quê không ngăn cách đôi bờ, cho nhung nhớ không dài theo năm tháng, nhẹ bước bên nhau trên đường quê rợp mát, thực tế hay mơ mà nghe lưu luyến là thường, thực tế đây rồi chứ nào phải mơ đâu. Trời góc biển anh vẫn mơ hoài hình bóng của quê hương. Cảm ơn MC hết ạ. Trời ơi. Trời ơi, hay quá anh ba ơi. Rồi cảm ơn chị ba. Thưa quý vị, nghệ sĩ đàn tranh Uyên Trâm. Xin mời phần nhận xét của ba vị nghệ sĩ ạ. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Ngọc Tuấn rất là dễ thương, vì giống như một cái anh nông dân chất phác, rất là giản dị và có cái gì đó rất là hồn nhiên. Trong đêm nay là em đã dành một cái tuyệt chiêu cuối, đó là chơi đàn
và hát tân cổ. Anh nghĩ rằng là hôm nay em đã tạo nên cái bất ngờ đối với khán giả. Đúng là năm nay là một cái mùa để hội tụ không phải là những người được đào tạo chuyên nghiệp, nhưng mà chính những cái điều đó nó đã tạo nên một cái làn gió mới, những cái gì đó nó rất là tươi mới đến cho chương trình. Anh cảm thấy rất là tự hào khi đã có được những cái thí sinh xuất sắc đến như vậy. Và anh nghĩ là Ngọc Tuấn đêm hôm nay đã tỏa sáng. Một lần nữa thì chắc là gia đình em với bà xã của em xem chương trình sẽ cảm thấy rất là tự hào. Nhiều người sẽ gọi là yêu thích em bởi cái vẻ ngoài mộc mạc và bởi tài năng của em đó. Vâng, chắc chắn là một chàng trai rất tài hoa. Cái điều đặc biệt của Tuấn ở đây nhận thấy cái điểm là người Bắc hát ca cổ của người Nam. Đó là cái điều cực khó vì... Mà quan trọng là hát rất Nam Bộ. Hát rất Nam Bộ, chỉ lâu lâu có một xíu mấy chữ thôi, không chỉ quan chờ. Trọng. Chỉ chờ. Dính đúng chỉ chờ thôi. Ba tiếp một ngày hôm nay, các bạn hoàn toàn tự nhiên như là mình là một nghệ sĩ thật sự. Mình chính là thần tượng của mình. Chính sự tưởng tượng đó làm cho các bạn có tiết mục rất là tự nhiên và dễ thương. Độc đáo có luôn. Và được sự đón nhận của mọi người. Đúng không quý vị? Yeah. Cái đó là một sự thành công. Và không có lời khen nào bằng những tràng pháo tay của mọi người đây. Và sự tiếp ứng của mọi người khi bạn diễn tới đâu thì ở đây vỗ tay tới đó. Đó là sự tiếp ứng trực tiếp với nhau. Cái điều đó phải tự nhiên mới có được. Chúc mừng tiết mục này. Cảm ơn chị ạ. Và tôi là tôi thoái như cái lúc mà bạn vừa về tới đầu làng thôi là có trưởng làng đứng đón bạn liền. Xin mời trưởng làng chia sẻ đôi điều. Bạn là một người cực kỳ không chuyên nghiệp, nhưng lên sân khấu luôn luôn phát ra âm thanh và cách hát của một người chuyên nghiệp. Cái tiết mục của bạn là tiết mục có thể người ta mua vé vào coi được, nghe thích, đi thu âm, bán đĩa được luôn. Là tại vì nó đạt được cái độ chuẩn mực của cái voice của cái người đi hát chuyên nghiệp. Nó quá giống mình Mạnh Quỳnh mà giống không không đủ, có tình cảm luôn. Cái đó mới khó. Chứ bắt chước được cái giọng không chuyện bình thường. Nói chung là hôm nay bạn làm tôi bất ngờ thật sự. Bạn là một thí sinh rất đặc biệt. Chưa bao giờ tôi thấy có một năm ca sĩ thần tượng mà khó chấm như năm nay. Chất lượng phải nói là tốt đồng đều, tốt nhất trong 3 năm. Cảm ơn anh ạ. Xin cảm ơn nghệ sĩ Trấn Thành. Tôi cũng hoàn toàn đồng ý là hôm nay ba vị giám khảo sẽ phải rất là khó trong việc lựa chọn. Tại vì mới ba người mà đã sơ sơ thấy ba quán quân rồi. Bây giờ... Thiệt á? Dạ. Đây nha, tôi nói thiệt nha. Là ba tiết một quán quân nên nằm trong ba cuộc thi khác nhau. Dồn lợi diễn, giận. Thôi bớt giận. Không biết đường chấm luôn. Rồi một lát ra hai người nữa quán luôn, quân luôn, rồi tôi về quán tôi ngồi. Một lần nữa dành một tràng pháo tay cho Ngọc Tuấn. Xin chúc mừng bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều. Bây giờ mời quý vị sẽ cùng đến với một chàng trai tiếp theo sẽ hóa thân thành nam ca sĩ đang trường. Mời quý vị cùng đến với phần hóa thân ấy cùng với chàng trai Minh Hoàng. Kiếp đêm yêu thương về nơi xa, số đam mê vào đêm tối tăm. Người đi còn đây vòng tay thiết tha, hãy hát lên bài ca tình yêu đã qua. Mơ đêm đêm hình bóng đó cho bao nhiêu lời tình thơm. Xin em quay về đây với anh, bỏ quên nụ hôn ngày xưa đã trao. Kim phong trần mình anh về nơi nắng lên. Đừng vội chia xa ngày tháng dẫu đã trôi qua rồi. Đêm từng đêm chờ em lối xưa, mà em nào đâu có hay. Đường xưa vắng mình anh ngồi trên kỷ niệm. Thèm được yêu em ngồi hát những khúc ca hao gầy, cho tình theo về trong giấc mơ. Vì sao nào rơi về đâu hỡi em, tiếng cho người về theo từng đêm nỗi đau.
gió theo nhau cuốn trôi tìm về cuối trời. Lòng em mênh mang bao muôn phiền phiêu lãng trốn xa vời, tìm đâu cho thấy ra ngày qua thứ tha một chiều xưa. Muốn quay trở về tìm lại em dẫu xa một tình đàn. Một lần gặp gỡ ta trao dấu yêu tình nào có ngờ, giờ em nơi đâu khi dòng đời giang dối lắm đổi thay. Chờ nhau em nhé, bước phong ba sẽ qua tìm về nhau. Chốn xưa trở về giờ còn nghe nỗi sầu em giờ đã. Chốn gió mưa thét gào nghe nỗi đau ngập tràn, đời phong ba mình anh xót xa bao nhớ thương về em. Ngàn tiếng vó co vòng về giờ gầm lại nơi chốn yêu xưa. Về bên anh người yêu dấu hay muôn đời ta sẽ gần bên nhau. Ha, tìm khắp chốn gió mưa thét gào nghe nỗi đau ngập tràn, đời phong ba mình anh xót xa bao nhớ thương về em. Ngàn tiếng vó to vọng về giờ gầm lại nơi chốn yêu xưa. Về bên anh người yêu dấu hơi muôn đời ta sẽ gần bên nhau. Về bên anh người yêu dấu hơi muôn đời ta sẽ gần bên nhau. Thưa quý vị, Minh Hoàng với phần hóa thân thành ca sĩ Đăng Trường. Cảm ơn phần biểu diễn của nhóm múa. Hôm nay là lần đầu tiên Minh Hoàng hóa thân thành Đăng Trường trong bộ đồ cổ trang. Bạn thấy sao? Nói chung là em lần đầu tiên được vào vai cổ trang thì cảm giác nó rất là sung sướng, rất là đã. Nên em run. Thích quá, mai bận bộ đồ này ra đường luôn đi em. Bây giờ xin mời các nghệ sĩ nhận xét cho tiết mục vừa rồi của Minh Hoàng. Xin mời nghệ sĩ Trấn Thành. Nếu nhắm con mắt lại, xét về chất giọng nha, em với bạn Mạnh Quỳnh là một trong những cái voice mà giống thần tượng của tụi em gần như là 100%. Nếu như mà bạn bình tĩnh bạn hát á, là nghe hoàn toàn là Đăng Trường luôn, chứ không biết, không thể nào phân biệt. Bây giờ có kêu anh Bo ra đi hát cũng y chang vậy luôn. Là anh Đăng Trường không trẻ nha, Đăng Trường bây giờ thì sẽ khác hơn tí. Phải chi hồi nãy mà em mang cái tự tin của cái anh Vĩnh Phúc mà bạn diễn với cái tiết mục này thì nó hay thiệt là hay. Giọng hát em cũng trời ban xuất sắc, chỉ có sự tự tin là cản trở thôi. Em phải tự tin vào bản thân mình, bởi vì thật sự ra em hay ho hơn em nghĩ rất là nhiều. Xin cảm ơn nghệ sĩ Trấn Thành. Chúng ta sẽ cùng đến với chị Phương Thanh. Hôm nay em chỉ là được làm một cái hình tượng mới của anh Đăng Trường, thích thú. Được múa kiếm, được dàn dựng tất cả mọi thứ, em được tiếp cận lần đầu tiên. Nhưng mà chính cái đó làm cái tâm lý của em nó không được ổn định khi em hát, cái cột hơi của em bị thiếu. Chị thấy có những chỗ em bị rung. Em phải thật bình tĩnh hơn bao giờ hết. Và tâm lý phải thật sự là thoải mái. Tất cả mọi thứ phải thật là chỉnh chu. Thì cái tiết mục đêm chung kết của em mới thật sự là tiết mục. Nay em hơi yếu một xíu trong mắt chị. Chia sẻ cùng em. Cảm ơn chị Thanh. Xin mời Đàn Uyển Hoàng Nhật Nam. Anh đã quay trở về sau khi cô kia bị bắt chưa? Vũ Công Kim Anh thì rất là dễ thương. Dễ thương chứ, dễ thương anh mới ẩm chứ. Trái tim mong tô, anh yêu em đến ngàn. Và quý vị biết không, vợ của ảnh đã xem cái đoạn clip đó
và chị ấy không tin được rằng là ảnh lại có thể khỏe đến như vậy. Bình thường bế chỉ không nổi. Cách dàn dựng như vậy sẽ không bao giờ được tái diễn nữa. Lần sau anh sẽ có cách khác để tương tác cùng em nha Kim Anh. Không phải bồng bế như vậy nữa. Ok. Đó là một lời hứa. Sau khi vợ coi clip thương anh tôi ghê vậy. Quay lại với Minh Hoàng, như giám khảo Trấn Thành nói, giọng hát của em cũng quá là ngọt ngào và hay. Ngay cả cách nói chuyện cũng giống anh Bo nữa. Anh nghĩ rằng là chị Phương Thanh nói đúng, có nghĩa rằng là em, Minh Hoàng thường chỉ quen đứng hát thôi. Thậm chí là cũng tập những cái động tác vũ đạo để nhảy thì còn hơi bối rối nữa. Nhưng mà năm nay em đã giống như lột xác á, và đã tiếp cận được với những cái cách dàn dựng và cố gắng chịu khó để mà có thể nhập vai vào. Anh vẫn nghĩ rằng là Minh Hoàng vẫn còn rất là nhiều cái tiềm năng để mà có thể phát triển nhiều hơn. Chúc bạn may mắn, cố gắng lên. Bây giờ chỉ còn có một gương mặt nữa để xem coi cô này có liệu là một ứng cử viên để mà tranh cái ngôi vị quán quân của đêm nay hay không. Mời quý vị sẽ cùng đến với màn hóa thân thành nữ ca sĩ Phi Nhung. Xin giới thiệu tiếng hát của Trúc Ly. Tiếng
Câu đầu rồi. Dễ thương quá à. Dễ quá cái câu hết rồi. Trời ơi, giống y chang bà Nhung luôn trời. Tôi nổi da gà nè trời, y chang bà Phi Nhung luôn á trời, thiệt á. Vừa vừa phải phải thôi, nghe giống quá đi đó nghe. Dễ sợ thiệt. Em duy nhất từ hồi nãy giờ dám bước ra một mình, không có điểm tô cái gì lên trên sân khấu hết. Hồi nãy nha, nó sẽ còn hay hơn nữa nếu như chỉ có một mình em. Mà vũ khí lợi hại nhất của em là giọng hát. Hát hay dã man. Dạ em xin cảm ơn anh Thành ạ. Giống Nhung một cách mà anh nổi hết da gà luôn. Giống dã man giống luôn, mà em nói chuyện cũng giống Nhung nữa. Em tuyệt vời. Dạ em xin cảm ơn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của chị Thanh. Mời chị Thanh. Phi Nhung có ba cái dấu, tức là trong hát á, có những người bỏ dấu rất là mờ, nhưng mà riêng Phi Nhung thì dấu sắc, dấu ngã và dấu huyền bỏ rất là đậm đặc. Thì hôm nay em bỏ dấu chắc chữ lên nốt cao á, đúng giọng Phi Nhung, dấu ngã gần như là Phi Nhung và dấu huyền y chang. Chúc mừng em. Cảm ơn chị rất nhiều ạ. Xin mời phần nhận xét của đạo diễn Hoàng Nhật Nam, xin mời anh. Trước khi mà chia sẻ với Ly á, thì anh cũng muốn nói một chút về cái điệu nhạc Vọng Kim Lan. Đó là một cái điệu nhạc mà nó rất là quen thuộc và nó cũng đã đi sâu vào cái tâm tư tình cảm của người Việt Nam. Với Vọng Kim Lan, em đã thực sự là một cái phiên bản rất là hoàn hảo. Và đặc biệt là cái khúc cao nhất trong bài á, hai lần em đều vượt qua được, và mỗi lần một cung bậc tình cảm khác nhau. Chúc mừng em. Xin cảm ơn anh Nam. Cảm ơn anh Nam. Một lần nữa xin chúc mừng em đã thể hiện rất là tốt tiết mục này. Xin chúc mừng Trúc Ly. Xin cảm ơn anh ạ. Xin cảm ơn mọi người ạ. Điểm chung kết của chúng ta sẽ được tiếp tục trong đêm nay, và các thí sinh sẽ bước vào phần thi song ca cùng với nhau. Điều quan trọng là chúng ta đang chờ đợi xem các bạn ấy sẽ hóa thân tuyệt vời như thế nào và ai sẽ xứng đáng với ngôi vị quán quân. Mở đầu cho đêm nay, mời quý vị sẽ cùng đến với một món quà từ một vị giám khảo của chương trình, và không ai khác đó chính là giám khảo Phương Thành. Tối nay hỡi khi lỡ nói yêu em rồi, bận lòng gì nữa, hỡi ơi xin hãy quên em đi. Giây phút bên nhau anh sẽ quên mau, chỉ có em thôi giữ mãi bóng hình xưa. Đời ai cũng có giây phút chót yêu dài khờ, và em đã biết anh sẽ chẳng yêu em đâu. Em sẽ không quên giây phút bên nhau, em đã trao anh cho mưa như chiếc lá dù rơi theo cội nguồn, lá rơi
rồi khi anh đến dịu em trong cuộc đời. Nhớ thêm, nhớ thêm. Giờ đây sao trong vắng, nhớ anh em buồn. Buồn vì ai? Vì sao tôi bỗng thấy nỗi cô đơn trong lòng ơi. Những lúc gặp nhau, anh đâu nào có biết có những hận ghen nhỏ nhồi. Tiếc nuối làm chi, yêu thương và dịp vàng thả ra ngoài nói tiếng chia tay. Thả đừng biết đến để em không buồn đâu. Thả đừng biết đến làm chi ai ai. Tình em còn đây, còn trong đầu dây. Và em ngồi đây chờ. Một mình ôm chiếc phone, một mình thật cô đơn, thật lẻ thế. Anh mê em mới thức dậy đi, bước tới mở cửa ra để mang ánh nắng vào tim ta. Và hãy bắt đầu với chiếc phone, phone anh hãy nói cho thật chậm, yêu em một chiếc hôn ngọt ngào. Oh, oh baby còn chờ chi, nghiêng nghiêng một phút em rời đi. Yêu em xin anh yêu được gặp ấy. Yêu em xin anh yêu hết đến đây. Một ngày trôi sao nhanh quá, một ngày bỗng thương bỗng nhớ, một ngày vui anh mang đến love on the phone. Cuộc đời như trong tay ta, dù rằng anh đã cách xa, hãy nói yêu thương là love on the phone. Thưa quý vị, đây rực lửa của nữ ca sĩ mà bao nhiêu năm vẫn luôn hừng hực cháy cùng với chúng ta, nữ ca sĩ Phương Thanh. Thích nhất là cái đoạn bay đá của chị. Chị bay đá khủng khiếp thiệt, công nhận. Với đôi giày này mà chị đá được quá hay. Công nhận sợ xuống sàn ghê luôn. Nhưng mà thật sự đối với Phương Thanh lên sân khấu mà lỡ đá có té xuống sàn, nó cũng là một chiêu sân khấu không vấn đề gì hết. Okay. Một tràng pháo tay cho nữ ca sĩ Phương Thanh. Xin cảm ơn nhiều, xin cảm ơn. Bây giờ đây, chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với phần thi song ca đầu tiên. Mời quý vị sẽ cùng đến với Trúc Ly và Ngọc Tuấn. Ủa, sao lạ vậy ta? Bây giờ trễ hẹn rồi mà còn chưa thấy anh tới nữa. Quý vị có thấy không? Mạnh Quỳnh lúc nào cũng để Nhung đợi hoài vậy đó. Chán thiệt luôn á. Quỳnh ơi! Quỳnh ơi Quỳnh! Ơi! Ôi Quỳnh hả? Quỳnh đi đâu nãy giờ vậy? Quỳnh có biết á là Nhung đợi Quỳnh lâu lắm rồi không? Quỳnh xin lỗi Nhung ha. Thôi không có xin lỗi gì hết á. Bây giờ nè, Nhung có chuyện muốn nói với Quỳnh đó. Chuyện gì vậy hả? Nhưng mà trước khi Nhung nói á, mà Nhung hỏi thiệt Quỳnh nha. Hồi đó tới giờ đó đi hát với Nhung á, Quỳnh có bao giờ có tình cảm với Nhung chưa? Có. Có hả? Quỳnh có tình cảm với Nhung hả? Sao Quỳnh không nói? Nhưng... Quỳnh có biết là ngày mai á là Nhung phải lấy chồng rồi đó. Nhưng mà... Còn có đêm nay ta gửi trao niềm tâm sự để mai này em cất bước sang về chốn xa xăm người ơi.
mộng ban đầu như nước cuốn bèo trôi. Từ nay thôi đành duyên mình lỡ đôi, dù vương vẫn mãi cũng thế mà thôi. Khi xưa thầm nói yêu nhau, bao nhiêu mong thắm ban đầu, thôi xin đừng tiếc nhớ thêm chi. Từ nay đôi mình thôi tình mãi rối phần đẹp duyên ngứa gấm nhung trái bước hay lạc lẽo chuẩn chuyên cho tới ta kiếp qua sau. Đành thôi em gian dở mối duyên đầu, còn chi đâu những buổi chiều đưa
Hay quá, cảm ơn hai bạn. Thưa quý vị, giám khảo đứng dậy vỗ tay là biết nó phê như thế nào. Mà tôi thấy một điều là Phi Nhung đứng kế chỉ có Mạnh Quỳnh, và Mạnh Quỳnh chỉ có Phi Nhung mới ăn ý đến như vậy thôi. Rồi Trấn Thành lại khóc nữa, cảm xúc nữa. Không, tôi khóc là do cảm xúc tôi dâng trào nữa, không liên quan gì hết trơn nha. Anh nói thiệt, chưa bao giờ chấm một cái bài hát nào mà phải đứng ngồi không yên như vậy. Mà không phải mình tôi, cái người mà điềm tĩnh nhất là ông Hoàng Nhật Nam, ông cũng phóng lên luôn. Và em phải biết là cái độ kích động về cảm xúc trong cái lời hát của tụi em là cao đến mức độ nào. Cả hai em hôm nay thi hoàn hảo. Nó là một tiết mục trình diễn chuyên nghiệp chứ nó không phải là bài thi nha. Hai em cũng hoàn toàn hãnh diện ngẩng cao đầu, đưa bất kỳ ai coi tiết mục này của mình như một chiến tích lớn nhất trong sự nghiệp của tụi em về âm nhạc. Cảm ơn anh ạ. Chỗ nó hay mà tôi thiệt tôi không biết nói sao luôn, nó hay thiệt là hay luôn, rụng rời luôn. Xong rồi hả? Xong rồi. Cảm xúc xong rồi đúng không? Phê quá. Hay thì hay rồi, mình vỗ tay cũng nhiều rồi, khóc cũng khóc rồi. Thì mình phải kiếm cái gì khác mình nói, phải nói tới những giọt nước mắt. Nghệ sĩ á, họ chỉ khóc cho hạnh phúc thôi. Cho nên không bao giờ thấy nghệ sĩ mà buồn mà khóc đâu. Hoặc có thể họ chỉ khóc thầm khi không có ai thì có. Nhưng đa phần trước công chúng, họ khóc cho mảnh đời của người khác. Có một người khác tới nâng đỡ cái số phận đó lên, khóc vì vui mừng, khóc vì hạnh phúc. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng là khi buồn chúng ta cười, khi cười chúng ta lại có thể tải bằng cái cảm xúc khác. Không bao giờ được thuận nhau mà phải là bù trừ. Đó mới là cuộc sống. Dạ đúng. Mà hai cái người trên sân khấu này nghệ sĩ quá đi. Tôi thích cái tính nghệ sĩ của các bạn lắm. Cầm cái micro lên hát rồi khỏi biết ai đi nha. Nha. Mà trời cho cái giọng sao mà nó sạch mà nó vang, giả mang vang á. Đúng cái chất lượng giọng của Phi Nhung Mạnh Quỳnh luôn. Đúng cái chất lượng của những ngôi sao luôn. Thế thì cho nên từ ngôi sao cho tới ca sĩ trẻ cho tới các thí sinh là những người làm nhiệm vụ buồn vui hạnh phúc với công chúng. Còn tất cả những sự thật họ giấu vào trong hết rồi. Yeah. Chỉ còn lại nụ cười hạnh phúc với nhau thôi. Chúc mừng hai bạn rất là nhiều. Cảm ơn chị. Dạ đúng. Nói đến tâm sự không ai có thể qua được đạo diễn nội tâm. Mời anh nhận xét. Thường thì anh sẽ chia sẻ nội tâm rất là nhiều, nhưng mà qua tiết mục vừa rồi thì anh đã không kìm được cái cảm xúc và cũng đứng dậy và đứng nguyên một tiết mục để mà tận hưởng hai em. Yeah. Thì như vậy là anh nghĩ là đã đủ cho cái cảm nhận của anh rồi. Yes. Anh sẽ không nói gì thêm nữa. Xin cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Một lần nữa xin một tràng pháo tay cho Trúc Ly và Ngọc Tuấn. Xin cảm ơn anh. Cảm ơn hai bạn. Năm thí sinh của chung kết ngày hôm nay ai cũng đã đầy đủ cái điều kiện để bước lên trình diễn một sân khấu chính quy đàng hoàng. Họ đầy đủ tự tin và điều kiện. Nhưng mà tôi lo cho Trấn Thành, chị Phương Thanh với anh Hoàng Nhật Nam. Bây giờ chọn khó quá. Mà thí sinh nào cũng giỏi, sơ sơ nè, ta thấy có hai quán quân nữa đó. Không, bốn chứ, bốn quán quân. Cho rớt hết đi. Cho rớt hết đi. Chưa, còn... Ủa dạ, cho rớt hết luôn à. Chưa thi mà. Chưa thi mà khó quá, nhức đầu quá. Dạ. Mệt quá. Bây giờ, đó là màn kết hợp của giọng hát đã hóa thân thành danh ca Giao Linh. Và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại trên sân khấu này á quân của chương trình Ca Sĩ Thần Tượng mùa thứ hai. Xin được chào đón Tiểu Thí và Quang Nghị. Chuyện tình mà bao năm qua em gói ghém từng kỷ niệm. Rơi nắng con đường xưa, những chiều hẹn cơn mưa đổ, mưa ướt lạnh vai em, anh thấy lòng mình xót xa. Mùa thu năm gặp nhau tưởng rằng mình quen nhau thôi, khi đã biết thì yêu rồi. Đôi trái tim chờ nhau hứa hẹn mùa đông muôn thuở, mưa
mưa thấm lạnh môi em, anh thấy lòng mình giá bằng. Không ngờ định mệnh chia rẽ cho nhau cuộc đời hai ta hai lối, em rét mưa giữa trời đợi côi. Còn anh chơi vơi ngày tháng bơ vơ nơi miền xa vời vời, chuyện dĩ vang buồn lũ luyến chưa hề nguôi. Đêm đông dài sợ rằng nhung nhớ phôi phai, tình vào thuyền thu mãi mãi, em sẽ khóc suốt đời anh ơi. Vì em ơi em, vì nghĩa tương lai ta về say mộng lại, chuyện cũ sẽ vào dĩ vãng sẽ nhạt phai. Rồi sau cơn mưa, giông tố sẽ vượt qua, trời đẹp và xanh bao la soi sáng lối đường anh về. Ta nối lại tình xưa, sống trọn mùa đông muôn thuở, chim én về xôn xao, ta thấy đời còn có nhau. Kính thưa quý vị, nam ca sĩ Đan Nguyên. Sợ rằng nhung nhớ phôi phai, tình vào thiên thu mãi mãi, em sẽ khóc suốt đời anh ơi. Vì em ơi em, vì nghĩa tương lai ta về say mộng lại, chuyện dĩ vãng buồn lũ luyến chưa hề phai. Một đêm trăng sao tha thiết thương người xưa, mình rét mùa thương năm qua, ân ái cũ chẳng phai nhòa. Ta nối lại tình xưa, sống trọn mùa đông muôn thuở, chim én về xôn xao, ta thấy đời còn có nhau. Anh sẽ về bên em, ta ôm lại tình cũ nhớ nhung. Xin cảm ơn quý vị. Mẹ cảm ơn Đan Nguyên, mẹ cảm ơn con hôm nay đã không ngại đường xa để về đây trợ diễn với mẹ, chúc mừng cái đêm live show kỷ niệm 55 năm chặng đường ca sĩ thần tượng của mẹ. Mẹ cảm ơn con. Con cũng cảm ơn mẹ hôm nay đã mời con đến dự cái live show của mẹ, một live show rất là hoành tráng trong ngày hôm nay. Quý vị cho cô Giao Linh một tràng vỗ tay mẹ, được không ạ? Mẹ chứ phải mẹ con. Mẹ chứ con. Dễ thương quá thưa quý vị. Cho phép Nguyên Khang sẽ giữ Quang Nghị ở trên sân khấu luôn, là tại đây là một giọng hát mà có lẽ là quý vị cũng rất là yêu thương và ấn tượng ở mùa thứ hai của chương trình ca sĩ thần tượng. Xin chào Nghị, quay trở lại với mùa giải năm nay mà đặc biệt là không có thi nhưng mà mình lại đang hỗ trợ cho thí sinh khác đi thi cái đêm chung kết, thì cảm giác của bạn như thế nào? Thật sự thì hôm nay Quang Nghị cũng rất là may mắn được chương trình mời đến đây để hỗ trợ cho bạn Tiểu Thúy phần dự thi trong đêm chung kết này. Thì cảm giác của Quang Nghị khi đứng trên sân khấu cũng khá là hồi hộp, tại vì mình hỗ trợ cho bạn cho nên là mình phải cố gắng làm sao để cho bạn hát một cách tốt nhất có thể. Vì vậy mà cái bài này mình hát hơi yếu. Không, hát nhiều quá hay chứ đâu có yếu gì đâu, bạn khiêm tốn mới chứ. Nhiều khi Nghị còn áp lực hơn cả bé Thúy đó chứ. Tại vì mình dù gì đi nữa cũng mang tiếng đàn anh đúng không? Mình thi trước,
mình cũng áo quân mình quay lại là hát lỡ lạng quạng sao này nọ. Nhưng mà nãy ổng cũng khôn, ổng rào trước, nó ừ anh hỗ trợ em thôi nên hát có dở đừng nói tôi nghe. Nhưng mà ổng có Nghị ơi em hát hay lắm, em phải tin điều đó. Còn Thúy, em nay đúng nghĩa là cái người mà giữ được phong độ tốt. Em hát rất tốt nhưng ngày hôm nay nó lại không cố tình nữa. Bây giờ em đã làm đúng những gì mà tôi thèm được nghe. Thật sự là như thế nên tôi cho rằng em là một thí sinh rất thông minh, rất chỉnh chu. Và em đầy đủ những kỹ năng của một người nghệ sĩ chuyên nghiệp. Chúc mừng bài thi của em. Cảm ơn Nghị, chắc là để cho Nghị vào trong Nghị nghỉ ngơi một tí nha. Cảm ơn Nghị. Cảm ơn anh và anh chị. Bây giờ chúng ta đã nghe phần nhận xét của đạo diễn Hoàng Nhật Nam, xin mời anh. Trong cái tiết mục này thì anh mới cảm nhận thực sự là ca từ, cái tài năng, cái giọng hát thực sự của một người nghệ sĩ. Thì sân khấu hãy cứ nhẹ nhàng và hãy cứ đơn sơ nhất để mà giọng ca cũng như tài năng được thăng hoa. Anh cảm thấy rất là xúc động và vui khi mà Tiểu Thúy hôm nay đến với tiết mục thứ hai này cũng đã vượt qua thêm một thử thách nữa. Không có nhiều lời gì hơn bằng cái sự hài lòng và cảm thấy hạnh phúc rất nhiều. Chúc mừng em. Và xin mời chị Phương Thanh. Tới đây thì những lời khen nó không còn là điều chúng ta phải suy nghĩ nữa. Vì quá hay rồi. Chị chỉ trân trọng em một cái điều duy nhất, đó là sự nhập vai. Em nhập từ những vòng đầu, bằng những bộ trang phục, bằng cái tóc. Tất cả mọi thứ của em hầu như là gắn liền với cái thần tượng mà mình yêu thích. Đó không những là cuộc thi, mà còn là sự trân trọng em dành cho cái thần tượng của mình nữa. Em là một trong những thí sinh có thể gọi là nhập cuộc một cách dứt khoát, bình tĩnh, bản lĩnh và đầy thể hiện nha. Anh sử dụng từ đó rất chính xác luôn. Cái sự thể hiện đó không phải là cái sự kiêu ngạo, nó cũng không phải là sự chứng minh ta đây, mà nó là một trong những điều cần thiết mà một người muốn nổi tiếng phải có. Thúy là một trong những thí sinh không có gì để nói nhiều về em, bởi tự bản thân em đã có những cái điều mà tụi chị cần. Cái tinh thần của em là một cái tinh thần rất đáng để cho các thí sinh phải thực sự tập trung như em để có những tiết mục hoàn thiện tốt nhất và được khen nhiều nhất và mọi người thưởng thức tuyệt vời nhất. Chúc mừng em. Xin cảm ơn nữ ca sĩ Phương Thanh. Có lẽ là sau hai vòng thi vừa rồi thì Tiểu Thúy cũng phần nào cảm thấy hài lòng với những gì mình thể hiện, đúng không ạ? Và tôi đang chờ đợi kết quả sau phần thi của hai cặp còn lại. Một lần nữa xin được cảm ơn Tiểu Thúy rất nhiều. Xin cảm ơn bạn. Tiếp theo, mời quý vị sẽ cùng đến với phần hóa thân thành hai nam ca sĩ được yêu mến, đó là nam ca sĩ Ưng Hoàng Phúc và nam ca sĩ Đan Trường. Hãy cùng đến với phần thể hiện trên sân khấu của Minh Hoàng và Vĩnh Phúc. Bỏ lại sau lưng bao tháng năm cuộc đời tăm tối, bỏ lại sau lưng nỗi đau làm tim ta tan nát, bỏ lại sau lưng nước mắt nhạt nhòa di van, tìm lại cho ta một lối đi riêng từ mênh mang dòng sông thì thầm cùng em, tiếng hát ấy vút cao hòa vào trời xanh. Những lúc buốt xa níu kéo con tim, không gian là niềm một dòng sông ban, mong ban mai đưa ánh dương về cùng dòng sông. Vâng, các bạn hãy chờ Đan Trường và Ưng Hoàng Phúc thấy những cánh tay của bạn được không ạ? Hey! Các bạn ở trên lầu ơi! Xua rất nhiều! Vì một người đi mãi chắc không quay trở về, một chuyện tình này đành chia đôi, một người ôm di vang người kia ở chốn xa, chúc cho em hạnh phúc bên đời ai. Đành tìm vui nơi khác lấp cho vơi nỗi buồn, được một ngày không được bao lâu, tình về trên muôn lối từng yêu là đã đau, chắc không ai hiểu thấu cho lòng tôi. Vậy ai đã cất bước đi mãi chắc không về,
chỉ hai đứa nước mắt giờ về hai lối. Đường dài em bước nếu có những lúc khiến em buồn, này hãy nhớ mai có anh bên đời em. Oh, oh, oh. Kỷ niệm xưa em ơi nhớ chăng, bao lời yêu đã nói hôm nào, từng cơn mưa đôi ta có nhau phút giây thần tiên. Giờ mình anh trên con phố xưa, ngồi lặng lẽ ngắm mây dần trôi, mặc cho thời gian hờ hững xô nhau mãi đau. Trên tình yêu đôi ta sẽ đôi, bao lời yêu đã vỡ cánh rồi. Nằm cầu mong cho em hãy quên những kỷ niệm xưa. Cuộc tình ta tan theo giấc mơ, hình bóng cũ mãi trôi về đâu. Giờ đã hết bao nhiêu yêu thương, cô đơn lối về. Bỏ lại sau lưng bao tháng năm cuộc đời tăm tối. Bỏ lại sau lưng nỗi đau làm tim ta tan nát. Bỏ lại sau lưng nước mắt nhạt nhỏ di vãn, tìm lại cho ta một lối đi riêng từ đây. Nếu có nước mắt, nếu có yêu thương, mênh mông dòng sông thì thầm cùng em, tiếng hát ấy vút cao hòa vào trời xa. Những lúc buốt giá níu kéo con tim, không gian là niềm một dòng sông băng, mong ban mai đưa ánh dương về cùng dòng sông, mong ban mai đưa ánh dương về cùng dòng sông. Yeah. Woo. Thưa quý vị, Minh Hoàng và Vĩnh Phúc. Trời ơi, bao nhiêu cái ký ức của tuổi thơ của thế hệ 8X, 7X với những cái ca khúc mà làm nên tên tuổi nó được mashup trong một bản quá là hay. Cảm ơn Đăng Trường và cảm ơn Ung Hoàng Phúc, hai bạn đó rất là tuyệt vời. Dạ. Yeah. Hai anh. Dạ. Yeah. Em là fan của hai anh. Dạ. Hát tiếp bằng liên tục. Yeah. Ôi. Quá chết, đáng yêu. Chết. Trời ơi. Chịu nổi. Nói chung là cái nhạc như là chết, chịu nổi. Hai bạn hát hơn cả những gì khán giả mong đợi. Nói nghe nè, hồi nãy cái bài mà Phi Nhung Mạnh Quỳnh là tôi nói thôi đụng nóc à. Tôi đã lên cảm xúc tới đây là đừng ai làm gì tôi nữa nha. Tiếng một cuối cho coi cho vui ha, để là thôi lướt qua. Trời đất ơi, nó hay ho mà nó thông minh mà nó smooth mà nó tốt. Từ cái bài phối tới cái cách chọn bài, tới cái cách mà mình nối nhạc mashup. Hôm nay Phạm Hồng Biển làm quá tuyệt vời tất cả các bản phối của chương trình đêm nay. Thật sự phải khen ngợi dành cho Biển. Cảm ơn em làm rất là tốt Biển ơi. Tại vì cái bài phối này nó giúp đỡ tụi em rất nhiều. Nó làm cái kịch tính được đẩy lên cao trào, để mọi người người ta cùng gào cùng thét, người ta tìm lại ký ức của người ta, tìm lại tuổi thơ người ta. Ai 8X thuộc hết mấy bài này. Xong rồi cái hai ông kia hát hay thiệt hay. Đang Trường lấy lại tất cả, lấy hết duyên dáng. Mà cái bên cha Ung Hoàng Phúc năng lượng mỗi lần cho phóng hát đam mê. Trời ơi, fan. Cảm ơn nghệ sĩ Tấn Thành. Xin mời chị Phương Thanh. Một tiết mục khó không dễ, nhìn đơn giản vậy thôi không dễ, bởi vì là bốn bài hát các bạn vào ngay tức thì khi chưa hết khâu người khác và vào ngay bài khác, cho nên là phải thật sự bình tĩnh. Và cái điều đó hai bạn đều có. Các bạn là một trong những thí sinh thôi, nhưng mà hát cũng là đạt tới thái độ chuyên nghiệp. Chúc mừng các bạn có một tiết mục gây hiệu ứng, gây phấn khích. Một là bốn quán quân, hai là rớt hết. Dạ. Chúng ta hết sức bình tĩnh thiệt, chứ khó quá. Bữa rồi. Nay mới là thi nè. Trời, chung kết là phải cỡ này mới là chung kết. Quá đã đúng không? Và bây giờ thì đạo diễn Hoàng Nhật Nam, em nghĩ là anh là người phải hạnh phúc nhất, bởi vì là có một cái đứa con tinh thần tìm kiếm ra những cái tài năng mà có thể nói là quá là ấn tượng như thế này. Nghẹn lời luôn, không biết nói gì. Nhưng mà không phải nói chứ. Ủa là cái... nói không? Nói có em. Nói em. À dạ.
Trấn Thành nói 40 phút, anh chỉ xin 5 phút thôi. Trong cái tiết mục vừa rồi thì rất là mãn nhãn và rất là cảm xúc. Và hôm nay thì đúng là hai anh chàng cũng rất là đẹp trai và rất là hòa hợp với nhau. Anh Bo Đan Trường cũng như là ca sĩ Ưng Hoàng Phúc cũng đã làm mưa làm gió với những cái ca khúc trữ tình cũng như là pop ballad. Và đặc biệt là những ca khúc nhạc ngoại lời Việt gọi là tiên phong ở dòng nhạc mà ra thị trường ở thời điểm bấy giờ. Cái đoạn mà cao trào nhất, đoạn cuối, mặc dù hai bạn, cả Hoàng và cả Phúc thì đều không có thế mạnh về bè, nhưng mà Nam với Phạm Biển cũng đã nói hai bạn là thôi các em cố gắng tập đi để mình bè cái đoạn quãng 3 đó, để mà có thể đẩy lên tùy theo cái năng lực. Nhưng mà đúng là hôm nay thì cái hai em đã bè rất là tốt, rất là thành công. Anh cũng hết gọi là hồi hộp ở cái đoạn đó. Những ước muốn xa níu kéo con tim, không gian là niềm một dòng sông băng, mong ban mai đưa anh dương về cùng dòng sông, mong ban mai đưa anh dương về cùng dòng sông. Chúc mừng hai em. Xin cảm ơn hai bạn. Bây giờ mình vô trong, mình hồi hộp, mình chờ đợi cái kết quả sau ít phút nữa nha. Cảm ơn các bạn. Các thí sinh đã làm hết mình với khả năng của mình trong đêm nay. Điều còn lại sẽ là ban giám khảo. Tôi biết chắc là họ sẽ rất là căng thẳng. Bởi vì sao? Đặt để vị trí thứ tự như thế nào, sao để chúng ta lựa chọn ra ngôi vị xứng đáng nhất, bởi vì quán quân thì chỉ có một mà thôi. Để có được một mùa giải thành công với ca sĩ thần tượng mùa thứ 3 này, chúng tôi không chỉ nhận được sự yêu mến từ quý vị khán giả, mà chúng tôi nhận được sự đồng hành cùng với chúng tôi trong mùa giải năm nay. Ban giám khảo đã rất là vất vả để đưa ra những lời góp ý giúp các thí sinh hoàn thiện mình hơn. Chúng tôi trân trọng kính mời ba vị. Thưa quý vị, giờ phút hồi hộp đã đến. Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ năm gương mặt có mặt trong đêm nay, cùng quay trở lại sân khấu. Xin mời Minh Hoàng, Vĩnh Phúc, Ngọc Tuấn, Tiểu Thúy, Trúc Ly. Thưa quý vị, trong đêm thi ngày hôm nay với ca sĩ thần tượng mùa thứ 3, chúng ta sẽ có những giải thưởng như sau: một quán quân với giải thưởng trị giá 100 triệu đồng, một giải á quân trị giá 70 triệu đồng, một giải ấn tượng trị giá 30 triệu đồng, và sẽ là hai giải triển vọng trị giá 20 triệu đồng. Và bây giờ chúng tôi xin mời nghệ sĩ Trấn Thành sẽ đại diện cho ban giám khảo đưa ra những chia sẻ của mình. Trước khi mà Thành đưa ra cái kết quả cuối cùng, chắc là Thành cũng muốn các bạn được nghe những lời chia sẻ của anh Nam với chị Chanh trong suốt một cái hành trình vừa rồi nhé. Chào mừng hai anh chị ạ. Thực sự năm bạn đều có những cái cố gắng rất là vượt bậc. Thắng hay thua thì cái việc đó nó chỉ là đêm nay, và nó sẽ còn là cái con đường ở phía trước rất là dài nữa. Mình sẽ trở lại với đời thường, với công việc của mình, hay là mình sẽ trở lại với một tâm thế khác theo con đường ca hát, thì chúng ta còn phải vượt qua rất nhiều những cái rào cản nữa để có thể là quán quân trong lòng người hâm mộ. Cảm ơn các em. Phương Thanh thấy rằng là chưa có cái game show nào mà Phương Thanh làm giám khảo mà vui như game show ca sĩ thần tượng. Ban giám khảo được thoải mái giỡn, thoải mái chọc thí sinh và chọc kẹo MC tới mức độ là gọi là sức chịu đựng của MC cũng phải xuất sắc lắm, cho nên chúng ta cũng phải là thôi ngày cuối cùng vỗ tay cho MC, tràng vỗ tay. MC cũng nhói lòng. Dạ. Yeah. Có tổn thương à Khang? Bên trong sẹo không đó chứ. Ok, kệ Khang chứ. Hôm nay mới có sự động viên lại dành cho Khang. Làm với Trấn Thành cũng dễ thương quá. Không biết nói như thế nào về cái sự tài năng của Trấn Thành á, tức là làm với Trấn Thành rất là vui. Thank you. Cái hóa thân của Trấn Thành làm cho không những Phương Thanh mà tất cả khán giả ở đây lẫn truyền hình và tất cả ekip đều cảm thấy thoải mái và không thể thiếu được Trấn Thành trong chương trình này. Và Hoàng Nhật Nam thì sao? Chưa tới, đừng có từ từ. Cũng phải có mệnh trọng mới chịu đó. Không có nụ cười nào mà chúng ta có thể được thoải mái bằng cái nụ cười ngay tại sân khấu của ca sĩ thần tượng. Đó là những cái niềm vui mà chúng ta không có đồng tiền nào mua được. Cái cảm xúc đó. Và thứ ba nữa là tổng đạo diễn tại cái ghế tím này rất đẹp trai, rất điển trai, rất phong độ, có trái tim sâu sắc, văn chương đầy mình, tạo một cảm giác rất thú vị cho tất cả mọi người ở đây. Và chúng ta có những thí sinh phải gọi rằng là khó chấm lắm, quá hãnh diện về các bạn. Bởi vì một cuộc thi mà không có những thí sinh xuất sắc á
thì coi như cuộc thi đó thua. Và chúng ta đã chiến thắng bởi 5 thí sinh của cuộc thi quá tuyệt vời và một ekip làm việc quá tuyệt vời. Tôi ngồi ở đây là 3 mùa rồi. Tôi không nghĩ là sẽ có những thí sinh chất lượng như các bạn vẫn đâu đó còn lẩn quẩn ở ngoài kia để đăng ký vào đây mà tới ngày hôm nay đứng trước mặt tôi như thế này. Người ta nói nhân tài như lá mùa thu mà hết mùa này rụng rồi sao mà còn hoài được. Nhưng mà các bạn làm cho tôi ngỡ ngàng, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, và tôi hãnh diện vô cùng khi tôi được ngồi ở đây để tôi nói với các bạn nghe những lời này. Với các bạn hoàn toàn xứng đáng. Các bạn làm cho khán giả thật sự mãn nhãn, họ cảm thấy họ không có mất thời gian khi bỏ thời gian ra xem các bạn biểu diễn. Mà những con người này ở ngoài đời họ là những con người quá nổi là bình thường luôn. Thậm chí giờ buông cái áo ra mai, nhiều khi có người đi lái xe, có người đi làm đồng, có người bán buôn bình thường. Nhưng mà đứng trên đây các bạn là những nghệ sĩ thực thụ, có đầy đủ thanh, sắc, tư cách, điều kiện cũng như là phẩm chất và năng lực để trở thành những nghệ sĩ chân chính trên sân khấu. Các bạn chinh phục được điều đó. Và các bạn trưởng thành từng ngày, các bạn hoàn thiện từng ngày. Chưa bao giờ tôi cảm thấy được tham gia một cái mùa ca sĩ thần tượng mà chất lượng thí sinh lại tốt và đồng đều như năm nay. Thật sự, một lần nữa tôi phải cảm ơn các bạn rất nhiều, bởi vì còn các bạn, ca sĩ thần tượng sẽ tiếp tục. Như đã nói, đây là một đêm chung kết thật sự quá cảm xúc và quá chất lượng, từ hình ảnh, âm nhạc cho đến chất lượng thí sinh. Vì vậy cho nên chúng tôi cân não, nói thiệt, nói thẳng với các bạn luôn, từng con người đứng ở đây đều có đầy đủ tư cách để làm một quán quân. Các bạn nên là 5 quán quân của 5 cuộc thi. Thật sự, tại sao các bạn lại tụ về một mùa cơ chứ? Cơ chứ, đúng không? Yeah. Các bạn tản ra vòng vòng, tôi có mùa 10, mùa 9 tôi chấm. Các bạn ập tới như một cơn bão, các bạn bu lợi dùng cục. Bây giờ tụi tôi đau khổ, tụi tôi bứt óc môi tim ra, banh da xẻ thịt. Cái gì? Đưa ra quyết định. Dạ. Ai cũng giỏi hết, bây giờ tụi tôi làm sao chấm đây? Rất khó khăn. Vì vậy cho nên chúng tôi có một quyết định hơi táo bạo. Nói gì nói, thi thì cũng chỉ có một quán quân mà thôi. Tôi nói đến đâu các bạn làm đến đó nhé. Đầu tiên tôi mời các bạn tách ra nam một bên, nữ một bên và đứng hai bên, hai đầu sân khấu. Chúng ta đều có 5 thí sinh giỏi, chia ra làm 2 top, nam và nữ. Tôi đọc tên bạn nào, bạn ấy bước vào phần giữa của sân khấu. Thí sinh đầu tiên vào giữa là thí sinh hóa thân thành ca sĩ Mạnh Quỳnh. Mời Ngọc Tuấn vào phần giữa sân khấu. Thí sinh thứ hai vào giữa là thí sinh hóa thân thành ca sĩ Phi Nhung. Trúc Ly. Thí sinh thứ ba vào giữa là thí sinh hóa thân thành ca sĩ Ưng Hoàng Phúc. Mời Vĩnh Phúc vào giữa. Và quán quân của chương trình, thưa quý vị, là một trong hai người đang đứng lẻ loi ngoài kia. Các thứ hạng của cuộc thi năm nay đã được phân một cách rất rõ ràng. Nhất, nhì, ba. Xin chúc mừng các bạn. Xin chúc mừng Tiểu Thúy đã trở thành quán quân của chương trình ca sĩ thần tượng mùa thứ ba 2020. Và chúng ta có 3 giải á quân, đó chính là Trúc Ly, Ngọc Tuấn và Vĩnh Phúc. Và ở vị trí thứ ba đó chính là Minh Hoàng. Như vậy, thưa quý vị, thay vì có kết quả như Nguyên Khang đã chia sẻ thì ban giám khảo của chúng tôi đã quyết định sẽ có một kết quả hoàn toàn khác. Sẽ có một quán quân trị giá 100 triệu. Chúng ta sẽ có 3 á quân, mỗi giải trị giá là 40 triệu đồng. Và chúng ta sẽ có một giải ba trị giá 20 triệu đồng. Đầu tiên xin được mời nữ ca sĩ Phương Thanh sẽ bước lên sân khấu trao giải ba cho thí sinh Minh Hoàng, hóa thân thành nam ca sĩ Đan Trường. Xin chúc mừng thí sinh Minh Hoàng. Và bây giờ chúng tôi xin mời hai vị giám khảo tiếp theo, nghệ sĩ Trấn Thành và đại diện Hoàng Nhật Nam, sẽ lên trao giải á quân cho ba thí sinh Trúc Ly,
Ngọc Tuấn và Vĩnh Phúc với phần thưởng trị giá 40 triệu đồng. Xin mời. Và cuối cùng xin mời Tiểu Thúy bước vào giữa sân khấu. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu bà Phạm Kim Dung, Tổng Giám đốc Công ty Sen Vàng. Xin được mời bà Phạm Tâm Thành, ông Nguyễn Khắc Tùng. Xin mời lên sân khấu để trao giải nhất trị giá 100 triệu đồng cho cô gái đã hóa thân thành danh ca Giao Linh, Tiểu Thúy. Xin được chúc mừng. Và thưa quý vị, như vậy chương trình Ca sĩ Thần Tượng mùa 3 đã kết thúc hoàn toàn tốt đẹp, thành công với một mùa giải toàn những thí sinh xuất sắc. Xin được cảm ơn quý vị đồng hành cùng với chúng tôi. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình Ca sĩ Thần Tượng mùa 3, chương trình do Đài Phát thanh Truyền Vĩnh Long phối hợp với Công ty Sen Vàng thực hiện. Một lần nữa xin cảm ơn ba nghệ sĩ: nghệ sĩ Trấn Thành, ca sĩ Phương Thành, đạo diễn Hoài Nhật Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.